Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 17 tháng 11 tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, ban tổ chức festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022 tổ chức lễ khai mạc với chủ đề Hoa lư vang mãi ngàn năm. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban ngành, đoàn thể, hội, hiệp hội của Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, các đại sứ và đại diện đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, các quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam, Chủ tịch Thương hiệu Hoa hậu Du lịch Thế giới, Giám đốc Quốc gia Hoa hậu các nước cùng các hoa hậu là đại diện của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại Việt Nam và các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của các địa phương cùng tham gia các hoạt động của festival. Đại biểu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc, các huyện, thành phố, thành viên ban tổ chức festival, đại biểu các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Phát biểu khai mạc, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức festival cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa Ninh Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế, tỉnh Ninh Bình tổ chức festival Ninh Bình năm 2022 Tràng An kết nối di sản với phương châm các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế có di sản văn hóa tiêu biểu cùng tham gia trên tinh thần kết nối, giao lưu, chia sẻ và quảng bá đến đông đảo nhân dân cùng du khách trong và ngoài nước. Mang di sản văn hóa ở mọi vùng miền, mọi quốc gia tiếp cận gần hơn với người dân và du khách, tạo mối liên hệ khăng khít, cộng cảm giữa các vùng miền có di sản trong việc chung tay giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh các di sản văn hóa. Thông qua việc tổ chức festival, Ninh Bình mong muốn đưa sự kiện thành hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn, có tính chất thường niên, hướng tới xây dựng một sản phẩm văn hóa, một thương hiệu mới cho văn hóa Ninh Bình, nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế, tạo sự đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa du lịch. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội, chú trọng phát triển văn hóa, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực và nguồn lực cho phát triển. Đặc biệt trong 30 năm kể từ khi tái lập, Ninh Bình đã chuyển mình mạnh mẽ, phát triển theo tất cả các lĩnh vực, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu của Đảng ta đề ra tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc tổ chức tháng 11 năm 2021, Phó Thủ tướng cho rằng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, giá trị lịch sử văn hóa độc đáo, đặc sắc chính là nguồn lực quan trọng để Ninh Bình đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa nói riêng, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung. Phó Thủ tướng tin tưởng, thông qua hoạt động và khuôn khổ của festival, Ninh Bình tiếp tục dành quan tâm ưu tiên xây dựng văn hóa con người, tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam nói chung và của vùng cố đô Ninh Bình nói riêng. Đặc biệt chú trọng các giải pháp để nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng và phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phó Thủ tướng mong muốn các hoạt động giao lưu văn hóa nói chung của Việt Nam và festival nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và tham gia rộng rãi và đông đảo hơn nữa của các miền di sản trong cả nước, trong khu vực và trên toàn thế giới, phát triển thành thương hiệu di sản của Ninh Bình. Tiếp sau, phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hoa lư vang mãi ngàn năm, gồm 4 chương: Tinh hoa di sản Ninh Bình, di sản văn hóa Bắc Bộ, di sản văn hóa Trung Bộ và Tây Nguyên, di sản văn hóa Nam Bộ và màn trình diễn của đoàn nghệ thuật nước Lào. Với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân trong nước và quốc tế, chương trình giới thiệu và tôn vinh các giá trị về di sản văn hóa của Ninh Bình và các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế. Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, kết hợp với sân khấu sử dụng nhiều hiệu ứng ánh sáng, màn hình LED, pháo kỹ xảo để mang đến sự mãn nhãn cho người xem qua truyền hình và du khách xem trực tiếp. Tất cả cùng hội ngộ và lan tỏa các giá trị di sản trên khắp mọi miền đất nước, tạo nên một tầm vóc và vị trí xứng đáng của dân tộc Việt Nam trên bản đồ văn hóa và di sản thế giới.
Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình 2022 là dịp để quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế. Hội doanh nhân trẻ đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng, góp phần tạo không khí phấn khởi cho sự kiện văn hóa lớn của tỉnh. Triển lãm gian hàng thương mại dịch vụ năm 2022 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh với gần 50 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia, đa dạng về phân khúc, phong phú về các mặt hàng. Việc tham gia triển lãm đã giúp các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, không chỉ mang về doanh thu mà còn mang lại hiệu quả quảng bá thương hiệu lâu dài, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa với các đối tác trong và ngoài nước. Cùng với việc tham gia triển lãm, hội đã huy động sự đóng góp của các thành viên tài trợ thiết kế, lắp dựng 20 cụm pano mô hình 4D có đèn LED sáng trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, nơi tổ chức lễ hội đường phố sẽ diễn ra vào chiều tối nay. Tài trợ 300 băng rôn treo trên những tuyến đường chính của thành phố Ninh Bình. Ngoài ra, các thành viên trong hội cũng đang tích cực tập luyện các tiết mục trong lễ hội đường phố, tạo không khí sôi động cho festival. Đảng ủy Quân sự huyện Hoa Lư vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Đảng ủy đã làm tốt chức năng tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nổi bật là chỉ đạo các xã Ninh Xuân, Ninh Thắng, Ninh Hòa, Ninh Hải, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ cuộc kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng không quân khu và Trung ương đạt kết quả tốt. Đảng ủy Quân sự huyện xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 tập trung vào việc chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, lãnh đạo tổ chức tốt cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh, phối hợp với các lực lượng sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Đảng ủy Quân sự huyện Ninh Khánh cũng vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022. Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã tích cực chủ động tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đó là duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức thành công các cuộc diễn tập, tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao, hoàn thành 100% chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, ban hành chỉ thị về công tác quân sự quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt mọi công tác, chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Ninh Bình đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia Công an Nhân dân năm 2023. Đợt này, thành phố Ninh Bình phát lệnh gọi 353 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 đến hết 27 tuổi đã qua vòng khám sơ tuyển tại các phường xã, có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng. Các thanh niên được khám sàng lọc các bước như thể lực, tai, mũi họng, răng, hàm mặt, ngoại khoa, da liễu. Việc tổ chức khám tuyển được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố tổ chức một cách chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, theo đúng quy định nhằm tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức, nhập ngũ vào quân đội, tham gia công an nhân dân, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cách đây hơn 90 năm, ngày 21 tháng 11 năm 1931, anh hùng Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên Cộng sản đã tuyên bố trước tòa án thực dân, con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác.
Câu nói nổi tiếng của anh đã thắp lên ngọn lửa thôi thúc để bao thế hệ thanh niên nối tiếp nhau đứng lên cùng cả dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Kính thưa cô giáo và toàn thể các bạn, sau đây em xin trình bày nội dung của câu chuyện Lý Tự Trọng. Anh Lý Tự Trọng sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nước ở Hà Tĩnh. Anh học rất sáng dạ, cả tiếng Anh và tiếng Trung anh đều thành thạo. Đó là bài học trong sách tiếng Việt lớp 5 về tấm gương của anh hùng Lý Tự Trọng được các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Ninh Bình kể lại với tấm lòng biết ơn về ý chí cách mạng kiên cường của anh và càng tự hào hơn khi được học tập dưới mái trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng. Qua cái câu chuyện Lý Tự Trọng này, cô giáo muốn truyền tải tới các con nhất ấy, đó là cái tinh thần yêu nước. Ngày nay các con phải tự hào với lại cái công lao của những người đã cống hiến cho Tổ quốc, và từ cái đấy mà tạo động lực cho các con trong cái việc rèn luyện, phấn đấu, học tập làm sao cho nó xứng đáng với lại những người mà đã hy sinh vì quê hương đất nước này. Chúng em rất vinh dự được học dưới mái trường tiểu học Lý Tự Trọng. Khi kể về tấm gương của anh, chúng em không khỏi xúc động về những việc anh đã làm, những điều anh đã nghĩ mà anh đã thể hiện trước kẻ thù. Chúng em là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt. Đây cũng là dịp để các em học sinh trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Ninh Bình được ôn lại và tìm hiểu về cuộc đời, tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Lý Tự Trọng, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, nhân lên lòng tự hào dân tộc, nguyện ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi được học tập và làm việc dưới mái trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng. Chính vì thế mà chúng tôi luôn truyền lửa cho các em, thắp sáng cho các em cái ngọn lửa để phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để được như vậy thì các em phải luôn phấn đấu học tập thật tốt, chấp hành tốt cái nội quy trường lớp và sẵn sàng thực hiện những cái nhiệm vụ mà do trường và do lớp giao cho. Em còn nhớ câu nói của anh đã khẳng định được rằng niềm tin son sắc của anh vào cách mạng và là kim chỉ nam để giúp cho chúng em phấn đấu, rèn luyện và noi theo anh ạ. Muôn đời sau Lý Tự Trọng, còn như ngôi sao mai lấp lánh trên trời. Nào gương người thanh niên Cộng sản, mỗi thế hệ học sinh dưới mái trường mang tên anh hùng Lý Tự Trọng càng thêm tự hào, tiếp tục nỗ lực học tập, lao động và cống hiến, xây dựng quê hương đất nước ngày một phát triển. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tiếp tục có hai quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS và chứng chỉ tiếng Anh Lingua Skin. Theo đó, quyết định thứ nhất phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDP Việt Nam và IELTS Australia PT Limited Australia. Quyết định thứ hai phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Lingua Skin giữa công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm công nghệ RIP và tổng hiệu trưởng, thạc sĩ và học giả của trường đại học Cambridge, hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc nhà xuất bản và hội đồng khảo thí đại học Cambridge. Các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết kế hoạch đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo các quy định hiện hành, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Để chuẩn bị cho hội chợ triển lãm, Ban Thường vụ Hội Sinh vật Cảnh tỉnh vừa tổ chức tọa đàm về cây xanh Phúc Am. Tại đây, các hội viên đã tập trung thảo luận, trao đổi về nguồn gốc, đặc tính, sinh thái, kỹ thuật chăm sóc và tạo tác cây xanh Phúc Am, hay còn gọi là xanh Tiến Vua. Được biết, đây là giống cây quý hiếm, có giá trị cao, sẽ được trưng bày tại hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm nay. Thông qua tọa đàm, các hội viên đã có dịp giao lưu, nâng cao hiểu biết về loại cây này, đồng thời chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm độc đáo, cập nhật những xu hướng thị hiếu thẩm mỹ và kỹ thuật mới trong nghề sinh vật cảnh, qua đó góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển. Cơ sở Bảo tồn Gấu Ninh Bình vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm chuyến cứu hộ đầu tiên. 5 năm qua, hàng chục cá thể gấu là nạn nhân của việc nuôi nhốt bất hợp pháp hoặc buôn bán động vật hoang dã trên cả nước đã được đưa về đây chăm sóc, nuôi dưỡng và đang có những tiến triển tốt. Ngày 17 tháng 11 năm 2017, 3 cá thể được cứu hộ và đưa về cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Đến nay đã có 62 cá thể gấu từ 24 chuyến cứu hộ được đưa về chăm sóc và nuôi dưỡng tại đây. Ngoài 13 cá thể không qua khỏi vì bị những chấn thương quá nặng,
49 cá thể còn lại đang thích nghi tốt với môi trường mới, có sự thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình được thành lập bởi Four Paws, tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực phúc lợi động vật, có trụ sở chính tại thành phố Viên Áo. Với những nỗ lực của mình, cơ sở đang đóng góp quan trọng vào công tác cứu hộ và chăm sóc gấu, cũng như giáo dục nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật và bảo vệ thiên nhiên, đồng thời vận hành điểm du lịch theo mô hình bền vững, góp phần sớm đưa dự án công viên động vật hoang dã quốc gia đi vào hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.